hay nghe cách nói kém. Cha. Cha. Quá kém rồi. Thay cha là. Thay cha là. Tiếng Hán của anh ta rất kém. Tha khai với khẩn trả. Tha khai với khẩn trả. Tiếng Anh của tôi rất kém. Với ý khẩn trả. Với ý khẩn trả. Bây giờ hãy nghe cách nói một khắc, hai mười lăm phút. Ý khắc. Ý khắc. Khắc. Ý khắc. Ý khắc. Từ này thực tế ít dùng để chỉ 15 phút. Thông thường người ta hay nói 15 phân. Bây giờ hãy thử nói kém 15 phút. Chà 15 phân. Chà 15 phân. Kém một khắc. Chà 1 khắc. Kém 20 phút. Tra 20 phân. Tra 20 phân. Hãy nghe cách nói 6 giờ kém 15 phút. Nguyên văn là kém 15 phút 6 giờ. Tra 15 phân 6 điểm. Tra 15 phân 6 điểm. Hãy thử nói 6 giờ kém một khắc, nguyên văn là kém một khắc 6 giờ. Trải khơ liều điển Trải khơ liều điển 6 giờ kém 5 phút Chào phân liều điển 6 giờ kém 10 chả十分六点. bây giờ là sáu giờ kém năm. bây giờ hãy nghe từ một lát một chút, 一会儿一。 hội hội ý, hồi, ý hồi. từ này trong văn nói còn hay được đọc thành ý hay nghe từ gặp giền. âm hán việt là kiến giền. lát nữa gặp ý hồi,

可以见吗可以见吗拉门卡一会学、日本の大学、日本の大学、日本の大学、日本の大日本的大学、几点上课日本的大学、几点上课 日本的大学大部分是七点上课吗？日本的大学大部分是七点上课吗？中村的学校几点上课？中村的学校几点上课？中村的学校几点下课？中村的学校几点下课？ 东方大学早上几点上课？东方大学早上几点上课？玛丽觉得东方大学早上八点上课早吗？t r o 觉得 có 啦 g h 觉得觉得。玛丽觉得东方大学早上八点上课早吗？